Việt xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở đường Thanh Niên vào buổi chiều quý cô chú anh chị và các bạn. Hồ Tây đón rất nhiều các bạn trẻ tới tận hưởng không khí của một buổi chiều rất tươi đẹp tại Hồ Tây quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất đẹp tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Việt sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn đi một vòng ra Hồ Gươm để cảm nhận cuộc sống thủ đô Hà Nội vào buổi chiều chủ nhật. Đông đúc tấp nập người. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả. Một buổi chiều cực kỳ đông đúc tấp nập người. Người người đổ về Hồ Tây, quý vị và các bạn. Đoạn ngã tư này về thấy tắc đường quý vị các bạn, rất nhiều các phương tiện. Và trước màn hình quý vị và các bạn là đền Quán Thánh.
biển Quận Thánh vẫn chưa mở cửa quý vị các bạn, để cho khách tham quan. Và trước màn hình quý vị các bạn là ngã tư Quán Thánh, Thụy Khuê và đường Thanh Niên. Bây giờ là khoảng gần 5 giờ chiều ngày chủ nhật quý vị các bạn, nhưng mà thời tiết Hà Nội rất là tối. Đã sang tới đường Hùng Vương rồi quý vị các bạn. Trước quảng trường Ba Đình thỉnh thoảng có người đi tập. Cuộc sống trung tâm Hà Nội náo nhiệt vào buổi chiều chủ nhật quý cô chú chị và các bạn. Trường Ba Đình đây là nhà Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quý vị các bạn. Đối diện là lăng phủ chủ tịch.
đã sang bắt đầu sang tới đường Điện Biên Phủ, quý vị các bạn. Các phương tiện cũng đang đổ về đường Thanh Niên. Đấy, các hướng về đường Thanh Niên. Các cửa hàng kinh doanh được thấy đã lên đèn rất lung linh và rực rỡ, nhưng vắng bóng khách quý vị các bạn. Đây là hàng loạt các cửa hàng cà phê, vừa thấy các cửa hàng bán cà phê thì có khách. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong. Đây là đường Lê Hồng Phong. Thì đã tới ngã tư Điện Biên Phủ và Hoàng Diệu. Hơn 5 giờ chiều mà Hà Nội đã tối mất rồi, quý vị các bạn. Đây là cột cờ Hà Nội. Và về thấy trước vườn hoa Lenin cũng như công viên Lenin thì thu hút rất nhiều các cháu về đây vui chơi cũng như là giải trí cuối tuần. Cực kỳ đông vui quý vị các bạn. Hình quý vị của các bạn là ngã tư Điện Biên Phủ và Trần Phú, một ngã tư đông đúc tấp nập người qua lại.
Lê Duẩn và Điện Biên Phủ quý vị các bạn. Các cửa hàng ở trên Điện Biên Phủ Việt thấy còn rất nhiều, chưa có người thuê. Nhiều cửa hàng chưa có người thuê nên là nhìn rất tối tăm và âm u các bạn. Vừa đã sang tới phố cửa Nam. Cửa hàng buôn bán mang nước canh đấy cũng không có khách. Việt đã sang tới phố Hàng Bông rồi quý vị và các bạn. Nhiều cửa hàng cũng chuẩn bị khai trương trên tuyến phố Hàng Bông. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba Hàng Bông và Phùng Hưng. Ngay góc ngã ba một cửa hàng vẫn chưa có người thuê. Cửa hàng rất đẹp quý vị và các bạn. Xe bánh mì cháo này không có khách. Các cửa hàng buôn bán thì bày cả ra ngoài đường. 50k có, 100k có, rất rẻ. Những hình ảnh phố cổ tối tăm u ám quý vị các bạn. Các cửa hàng không có người thuê, không có người kinh doanh. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Quán Sứ và Hàng Bông. Trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Phủ Doãn, Hàng Bông. Các anh sửa khóa về đấy vẫn đang làm việc rất chăm chỉ. Hàng Bông rất nhiều cửa hàng chưa có người thuê. Đoạn này Việt thấy cả dãy luôn, hình tượng rất buồn quý vị các bạn.
để bắt đầu sang cái phố Hàng Gai quý vị và các bạn. Cũng không khả quan hơn. Bây giờ mới có hơn 5 giờ chiều mà